Đức Thế Tôn đã dùng rất nhiều cái phương tiện, dùng rất nhiều cái lời giáo giới dạy bảo, nói về sự nguy hiểm của các dục. Các dục được ví như khúc xương, đây có cái ý nghĩa rằng là một cái khúc xương mà quăng cho con chó thì nó sẽ say mê tham đắm, nó có thể ngồi nó niếm cái khúc xương đó, nó không chán, và nó có thể gặm cái khúc xương đó suốt cả ngày nhưng bụng nó không no, nhưng mà nó cũng không từ bỏ được cái khúc xương vì cái sự say mê tham đắm của nó đối với cái vị ngọt của cái khúc xương đó. Thế một cái người mà chạy theo các cái dục thì cũng say mê tham đắm cái vị ngọt của dục như thế và không bao giờ thỏa mãn cả, giống như con chó gặm khúc xương không bao giờ no bụng, thì cái người chạy theo tham dục hưởng thụ các cái ngũ dục cũng không bao giờ thỏa mãn được các cái dục của mình, càng hưởng dục thì giống như người uống nước mặn này, nó càng khát khao và càng trở nên đắm nhiễm hơn, say sưa và mê loạn nhiều hơn, chứ không bao giờ cái sự hưởng thụ dục mà nó có thể làm vơi bớt được hay nó có thể dứt bỏ được cái tâm tham dục đó. Vậy nên là cái tham dục là một cái chướng ngại pháp. Thì Đức Thế Tôn ví dục như là miếng thịt. Thì miếng thịt ở đây ý muốn nói rằng là nếu như mà có một cái con chim hay như một con quạ, nó mà vớ được một cái miếng thịt nó tha lên thì nó sẽ bị một bầy quạ khác đuổi theo và sẽ dùng những cái mỏ rất là nhọn cắn xé và mổ vào thân nó để nó tranh giành lại cái miếng thịt đó. Nếu như mà cái con quạ đấy nó mà cứ cố tình ngậm cái miếng thịt đó thì sẽ bị rất nhiều cái con quạ khác nó cắn mổ và nó sẽ bị đau khổ. Nếu như con quạ đấy nó buông cái miếng thịt ra thì nó sẽ thoát được cái khổ đau đó. Thì ý muốn nói rằng người ở trên đời này chăm tham đắm chạy theo những cái dục nào thì khi mà một cái người đó có những cái dục đấy thì rất nhiều những người khác cũng chạy tham đắm cũng chạy theo, và những cái người khác sẽ tìm mọi cái cách này hay cách khác sẽ làm nguy hại vì cái sự tranh giành, cái sự tranh giành hưởng thụ các cái dục, giống như là một cái người đó cái sự tranh chấp về tài sản, cái sự tranh chấp về quyền lực, cái sự tranh chấp về danh vọng, sự tranh chấp về sắc đẹp, tranh chấp về tình ái và rất nhiều cái sự tranh giành. Vì cái sự tranh giành ấy cho nên con người ta sẽ tìm mọi cách để hại nhau. Vậy nên là cái người nào càng có nhiều những cái tham dục, tham vọng thì cái người đấy sẽ càng có nhiều cái sự nguy hiểm rình rập ở xung quanh. Nên Đức Phật mới dùng cái hình ảnh là dục được ví dụ như miếng thịt. Tham dục được ví dụ như là bó đuốc cỏ khô, là một cái người có thể cầm một cái bó đuốc bằng cỏ khô, người ta lấy cỏ khô kết lại thành một cái bó đuốc, nhưng mà cái lửa nó sẽ cháy dần dần, nó sẽ cháy hết cái đám cỏ đấy và nó sẽ cháy lan đến tay của cái người đó, và cái người khôn ngoan thì người ta sẽ buông ra và người ta sẽ tránh được cái sự thiêu đốt của cái ngọn lửa. Nhưng mà cái người nào mà tham ái đắm nhiễm đối với cái ngọn lửa không chịu buông ra thì sẽ bị lửa nó đốt tay. Cũng như vậy, nếu cái người nào càng chạy theo tham dục, càng hưởng thụ tham dục thì cái người đấy sẽ bị cái tham dục đó nó thiêu đốt, bị chính cái tâm tham dục đó nó làm cho cuồng loạn, nó làm nó thiêu đốt ở trong lòng, nó làm cho cái người đó càng ngày thì càng mê loạn hơn, càng ngày càng tham đắm hơn, càng ngày càng trở nên mất cái tự chủ của chính bản thân mình và cứ điên cuồng chạy theo các cái dục ở thế gian. Vì vậy cho nên khi nào vị đó buông ra, từ bỏ được cái tham dục đấy, chế ngự được cái tham dục đấy thì vị đó mới được bình yên, còn chạy theo tham dục thì còn khổ đau. Thì là vị dục được ví như bó đuốc cỏ khô, dục được ví như hố than. Hố than ở đây là giống như là có một cái hố than nó cháy âm ỉ ở dưới, nó không có phát khói lên, và một cái người đi đường và không có đề phòng có thể vị đó đi vào cái hố than đó thì sẽ bị nó thiêu đốt, giống như là một cái đống than lửa đỏ rực, trông rất là hấp dẫn, trông rất là đẹp nhưng rất là nguy hiểm, như những con thiêu thân thì nó nhìn thấy những cái ngọn lửa đấy nó cứ lao vào và nó sẽ bị chết thiêu chết cháy ở trong đấy. Thì cái người mà chạy theo tham dục cũng giống như những con thiêu thân vậy, cứ chạy
theo tham dục, rồi bị cái lửa tham dục đó nó thiêu đốt và bị gặp rất là nhiều những cái nguy hiểm cho trong cái cuộc đời này. Dục được ví như cơn mộng. Cơn mộng ở đây là nó không có thật. Tất cả những cái gì, ví dụ như là một cái người không có cái gì cả, nhưng mà người ta có thể có một cái giấc mơ là người ta sẽ được làm vua, người ta sẽ có rất là nhiều những cái quyền lực, rất là nhiều cái tài sản, rất là nhiều những cái danh vọng. Nhưng khi tỉnh dậy người ta chả có cái gì cả. Có thể là một thằng ăn mày cũng có thể nằm mơ mình có được làm vua, được hưởng thụ tất cả những cái dục lạc ở trên cuộc đời, nhưng khi tỉnh dậy thì vẫn chỉ có hai bàn tay trắng. Thì cũng như vậy, nếu như một cái người ở trên đời này, người đấy có thể chạy theo những cái danh vọng, chức quyền, những cái dục lạc ở thế gian, nhưng mà rồi đến lúc mà cái vị đó chết, vị đó nằm ở trong quan tài, vị đó có thể đem đi chôn, và thì vị đó cũng chỉ có hai bàn tay trắng ra đi. Nên là giữa kia có cái ông vua, ông chết, ông bảo khi ta chết rồi hãy cho hai cái cánh tay của ta nó thò ra ngoài quan tài để cho mọi người nhìn thấy rằng đấy, cái ông đấy ông ấy khi sống làm vua có rất nhiều tài sản vàng bạc, nhưng khi mà đưa ra nghĩa địa, khi mà mang đi chôn thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Đấy là để cảnh tỉnh mọi người ở trên cuộc đời rằng là mình càng chạy theo những cái tham dục ở đời thì nó cũng chẳng khác gì một cái giấc mơ, một cái cơn mộng, thế mộng mơ vậy mà thôi, chứ không có gì cả. Dục được ví như là những cái vật cho mượn, là mình có thể là muốn có một cái gì đó để xài, mình đi vay mượn của người khác về xài thì hôm sau mình lại phải lao động vất vả để kiếm ra những cái tài sản để trả nợ lại cho người khác. Thì sống ở trên cuộc đời này cũng vậy, vì muốn có những cái mà mình mong cầu, những cái mà mình đang ước mơ ấy, mình phải đánh đổi rất là nhiều năm, nhiều tháng, một cái rất là nhiều những cái gian khổ để đi làm những cái việc rất là vất vả, tổn hại đến thân thể, tổn hại đến sức lực, rồi mình mới được hưởng thụ những cái điều đó. Nhưng mà có thể là cái sự hưởng thụ đó lại rất là ngắn ngủi, có thể mình phải hy sinh 5 năm, 10 năm, 20 năm để mình có được một cái số tài sản, nhưng mà mình hưởng thụ cái số tài sản đó có thể trong một ngày, một tháng, một năm là nó đã hết. Như vậy thì cũng đấy là cái tham dục là cũng thế, cũng như là một cái vật cho mượn, vui trước khổ sau. Dục được ví như là trái cây. Ở đây là những cái cây nào mà càng có nhiều trái thì sẽ càng có rất nhiều những cái loài sinh vật khác nhau đến đó để tranh giành, để bẻ cành, để hái trái. Như là chim chóc sẽ đến đấy đậu trên cành, và cành cây đấy nặng trĩu, có thể bị gãy, có thể bị những cái con vật khác đến hái trái, có thể bị loài người đến đấy thi nhau để vặt hái, và người ta sẽ vặt trụi hết cả cành cả lá. Thì cái tham dục cũng thế, một cái người nào mà hưởng thụ cái tham dục thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái người rình rập ở xung quanh để phá hoại những cái sự mà cái người đó đang hưởng thụ. Rất nhiều cái người khác cũng sẽ nhòm ngó, cũng sẽ muốn rình rập để cướp đoạt, để chiếm đoạt những cái mà cái người đó mình cho rằng quý thì người khác cũng cho rằng đó là quý. Và trên đời này luôn luôn có cái sự tranh chấp lẫn nhau. Cái người mà càng chạy theo tham dục sẽ càng có nhiều cái kẻ địch, sẽ càng có nhiều cái sự rủi ro bất hạnh đến với mình ngày đêm. Nên là cái người mà càng không có sự không có tham dục thì cái người đó cảm thấy nó có cái sự tự do thoải mái, mình không lo lắng sợ hãi mất mát. Còn cái người mà càng có nhiều tích trữ nhiều, càng lo lắng nhiều, càng sợ hãi mất mát nhiều, càng có sự bất an đau khổ nhiều. Thì vịt và cái sự tham dục được ví như là nò thịt. Nò thịt ở đây được ví như là một cái nơi đấy là cái nơi mổ, hay là cái nơi đấy được ví như là một cái thớt mà nó chặt băm, thì nó sẽ rất là nhiều cái sự đau khổ, rất là nhiều cái sự nguy hiểm. Thì dục được ví như là cái nò thịt, hay là ví dụ như là cái thớt để nó băm thịt. Mặc dù là nó thái thịt đấy, nhưng mà nó không có
Bao giờ thỏa mãn, nó không bao giờ được nếm cái mùi vị thật sự của cái thịt đó. Thì nó cũng nguy hiểm khác nữa là nó giống như là một cái mật ngọt mà nó đậu ở trên lưỡi dao. Thế là một cái con chó nó có thể đến nó nếm vào, niếm vào cái mật ngọt đó, nó có thể bị đứt lưỡi. Thì những cái sự tham dục cũng thế, nó có cái vị ngọt nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có cái sự nguy hiểm. Nếu một cái người mà hưởng thụ các cái dục lạc đấy mà không có cái sự thận trọng thì vị đó sẽ gặp những cái sự nguy hiểm. Nó sẽ cũng chỉ vì những cái danh vọng, chức quyền, sắc đẹp, tài sản ở trên thế gian mà người ta có thể mất mạng, mà người ta có thể bị tàn phế, mà người ta có thể bị thân bại danh liệt. Cũng chỉ vì người ta hưởng thụ một cách tham đắm mê loạn quá, người ta sẽ làm nhiều những cái việc tội lỗi, cho nên là người ta sẽ bị cái sự khổ đau ở cả hiện tại và tương lai. Và tham dục được ý như là gậy nhọn hay là những cái tức là những cái nơi đường đi mà nó có nhiều những cái cây mà nó có gai góc ở bên đường. Nếu một cái người không thận trọng thì cái người đấy có thể sẽ bị những cái gai đấy nó đâm, nó xiên vào trong thịt, hay là những cái bông hồng thấy rằng nó có cái hoa đẹp nhưng mà trong cành lá của nó lại ẩn náu rất là nhiều những cái bông gai sắc nhọn. Nên một cái người mà mình tham đắm với một cái sắc đẹp của cái hoa đấy, nhờ đưa tay mình hái, đôi khi mình sẽ bị những cái gai nhọn nó đâm. Thì cũng như vậy, có những cái tham dục ở trên đời nó cũng ẩn náu bên cạnh đó là những cái sự nguy hiểm như vậy. Cái người nào chạy theo nó có thể sẽ bị những cái gai nhọn nó đâm xuyên, hay là giống như là những cái mồi của những cái người đi câu cá, người ta cho những cái miếng mồi thơm ngon vào trong một cái móc câu rồi người ta thả xuống, thì những cái con cá nào vì tham ăn đớp mồi mà không khéo thì sẽ bị hóc cái móc câu đó và sẽ bị chết ngay tức khắc. Thì cũng như vậy, nhiều người tham dục mà không tỉnh táo thì cũng sẽ bị xuyên vào những cái gậy nhọn, xuyên vào những cái móc nhọn như thế mà sẽ bị đau khổ. Và cái ví dụ thứ 10 mà Đức Phật ví dụ cho cái sự tham dục đó là dục được ví như đầu rắn. Đầu rắn ở đây là cái đầu rắn thì nó có nọc độc. Nếu một cái người nào mà người ta bắt rắn thì người ta luôn luôn phải thận trọng với cái đầu con rắn. Người ta có thể sờ vào lưng con rắn, sờ vào đuôi con rắn thì không sao, nhưng mà nếu mà động vào đầu con rắn có thể nó sẽ bị nó cắn. Cho nên khi bắt rắn người ta phải bắt vào cổ con rắn, người ta nắm lấy cổ nó để người ta không bị nó quay đầu lại nó cắn. Còn nếu mà mình động vào những chỗ khác nó quay đầu lại nó cắn thì cái đầu con rắn là cái chỗ nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến chết người. Thế nên người ta luôn luôn phải thận trọng. Cũng như vậy, nếu như một cái người có trí tuệ thì người ta biết nhìn vào cái sự nguy hiểm của các cái dục, chứ người ta không có nhìn vào những cái vị ngọt của các cái dục. Còn đối với cái người si mê, ngu si tà kiến ở trên đời, người ta cứ nhìn vào cái vị ngọt mà người ta không thấy được cái sự nguy hiểm của các cái dục đấy. Cho nên là khi hưởng thụ các cái dục thì sẽ bị cái sự bất hạnh, bị cái sự khổ đau. Thì đấy là Đức Phật đã dùng những cái ví dụ, đã dùng những cái phương tiện, đã dùng nhiều những cái hình ảnh để nói về cái sự nguy hại, sự nguy hiểm của tham dục, để cho một người có trí khi nghe như thế thì sẽ luôn ghi nhớ như vậy. Và khi mình khởi lên một cái tâm tham dục nào thì mình luôn luôn biết rằng tham dục đấy là vui ít khổ nhiều. Chính vì một cái người luôn luôn thấy được cái sự nguy hiểm của tham dục thì cái tham dục đó nó sẽ có được cái sự chế ngự, có được cái sự đối trị. Vì tham dục mà được đối trị thì mỗi ngày cái tham dục ở trong lòng nó tự suy yếu đi. Nên tham dục nó là cái lòng mình, nó là cái tâm của mình, nó là cái sự suy xét của mình thôi. Một cái người mà mình không biết suy xét, hay là mình có cái sự tác ý không chân chánh, có cái sự nhìn nhận, có sự hiểu biết không chân chánh, rồi mình mới say mê tham đắm hưởng thụ những cái tham dục ở trên thế đời. Tham dục về sắc, tham dục về thanh, về hương, về vị và về xúc, đấy thì được gọi chung là ngũ dục. Thì ở trên cuộc đời, vì một cái người muốn hưởng thụ các cái ngũ dục đấy, cho nên là mình chạy theo những cái này, chạy theo cái kia, để mình có được nhiều những cái tham dục. Vì người đời nghĩ rằng cái người mà hưởng thụ dục lạc ấy được gọi là cái người hạnh phúc.
Còn đối với giáo pháp của Đức Phật thì cái người nào mà chế ngự được tham dục, cái người nào mà ni được cái tâm tham dục đấy, đấy mới là cái chân hạnh phúc, đấy mới là cái chân an lạc, đấy mới thực sự là cái sự giải thoát, là cái sự tự tại nhất. Cho nên đấy là trong cái giáo pháp của Đức Phật nó đi ngược lại cái pháp thế gian, là cái pháp thế gian là cái pháp ca ngợi cái sự hưởng thụ dục, vì người ta nhìn thấy những cái sự hào nhoáng mà người ta không nhìn thấy cái sự nguy hại, không nhìn thấy cái sự nguy hiểm nó rình rập. Còn đối với cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật thì Đức Phật thấy thấu suốt rõ cái sự nguy hiểm của tham dục, nên Đức Phật mới thuyết giảng cái giáo pháp để cảnh tỉnh, để nhắc nhở, để khai mở cái trí tuệ cho một cái người nhìn thấy những cái tham dục đó để tránh, để mỗi ngày mình chế ngự cái tâm tham dục, đi đến đoạn trừ tham dục, chấm dứt cái tham dục để mình đạt được cái sự tự tại, đạt được cái sự an lạc, đạt được cái sự an ổn, an vui nhất.